Chào tất cả anh chị và các bạn ha. Hôm nay em đem cái cây mai ghép của em nghe anh chị. Cây mai mini ha. Em muốn thì cái dáng này cái dáng gì em cũng không biết cái dáng gì luôn ha. Cô chú anh chị và các bạn nào mà có gành về dáng thế thì comment cho em ha. Thì em cũng không biết uống gì, chỉ co co lắc lắc vậy thôi. Rồi cái tàn thì em đổ về phía sau rồi nè ha. Cô chú chị xem giùm em ha. Thì đây là cái giống là siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Thì lúc trước cây mai này thì em ghép cũng được cả năm rồi đó anh chị, cũng cả năm rồi. Nhưng mà cái cây mai này là để em đưa lại gần cho cô chú chị xem ha. Cây mai này là cái cây mai mini đó, nó tầm khoảng bự hơn ngón trỏ anh chị. Rồi em ghép xong xôi thì em ghép mấy tháng tới Tết thì nó có bông, là bông cũng ít tại vì khi mà mới ghép với cây nhỏ nữa. Rồi năm nay thì em để cái bộ tàn lại thì nó hơi nhiều. Năm nay thì cây này thì bông nó cũng là ok cô chú anh chị ha. Ghép tầm năm thì cây mai nó ok rồi đó. Thì em thấy là có nhiều cô chú anh chị là thắc mắc về cái vấn đề tại sao không chơi cho mai nguyên thủy mà chơi mai ghép. Và có những cô chú anh chị là nói mai ghép trồng nó khó sống, rồi thời gian nó chết ha, rồi chăm sóc nó không phát triển. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị một điều là bất cứ là cái cây mai ghép hay là cây mai nguyên thủy gì cô chú anh chị, là chúng ta trồng khi mà cái cây mai dưới đất thì nó tự nhiên, thì em không nói nha. Còn riêng về cái cây mai mà trên chậu thì nó có nhiều nguyên nhân, nhiều nguyên nhân lắm. Chị biết cái vấn đề mà mai ghép là tại vì cây mai nguyên thủy của chúng ta mà bông nó không có đẹp ha. Thì vì vậy là chúng ta phải ghép, ghép thì bông nó đẹp hơn đó, là thứ nhất. Còn cái vấn đề là mình ghép mà cái cây mai nó chậm phát triển là do kỹ thuật mình chăm sóc nha anh chị, chứ không phải là nó khó. Cái gì cũng vậy, chúng ta biết thì nó dễ, không biết thì nó khó. Cả là cây mai nguyên thủy khi mà ta trồng ngoài phôi nó cũng rất là khó khi mà chúng ta không biết đó anh chị. Nó cũng vẫn không phát triển bình thường chứ không phải riêng gì cây mai ghép. Anh chị biết là thứ nhất là cây mai nè, khi mà chúng ta trồng cây mai phôi ha, thì ta nói nhất nước nhì phân anh chị ha. Ba nữa thì do chúng ta chăm sóc. Thì cô chú anh chị biết là khi mà chúng ta trồng mai phôi để mà chúng ta ghép thì không có cần phải trồng chậu lớn nha. Nè cô chú anh chị thấy cây mai nhỏ xíu, trồng cái chậu mini xíu này, không có cần lớn. Độ không khí nó cao lên nha. Cái chú chị biết đó là vấn đề của chúng ta ghép mai, tại vì lý do là chúng ta ghép mai mà nó không phát triển đó, là do cái chúng ta nuôi cái hồi mai đó anh chị, nó chưa có mạnh, nó không có đủ sức, rễ nó ra chưa có nhiều. Thành ra khi mà chúng ta ghép vô thì cái cây mai ghép đương nhiên lúc nào nó cũng phải chậm phát triển hơn cái cây mà mai riêng rồi. Nó thành ra chúng ta nuôi cái phôi cho nó thiệt mạnh ha. Và chúng ta ghép thì cái cây mai nó sẽ phát triển bình thường thôi. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta ghép thì chúng ta phải biết cái cách nè. Thứ nhất là chọn bo ha, nuôi phôi chọn bo. Rồi khi mà chúng ta tháo bịch ra thì chúng ta chăm sóc phân thuốc nó làm sao đó, cây mai nó mới mau phát triển. Còn mà chúng ta không nắm bắt được những cái mà nguyên lý của nó thì chúng ta không biết, chúng ta mà làm không có đúng thì cây mai nó chậm phát triển thôi anh chị. Cô chú anh chị thấy ha, cái này bữa hôm lá dữ lắm đó, em chảy lá ra bớt nè, em lặt lá ra bớt nè. Em sợ nó là thứ nhất á, lặt lá cô chú anh chị biết mà tầm khoảng mùng 5 tháng 5 ha, tới tháng 6 nè, cô chú anh chị lãi lá bớt chị biết không. Thứ nhất nó độ thông thoáng nè, chúng ta xịt sâu xịt bọ chỉ nó rất là dễ. Với thứ hai nữa cô chú anh chị biết là nó không có bị chỗ sớm ha. Như lá, những cái lá mà nó khi mà chúng ta chảy lá bớt đó, thì những cái chồi non kia nó sẽ bung đọt nó đi tược, chứ nó không có ngậm nụ hay cô chú anh chị. Nếu mà chúng ta không chảy lá thì nó sẽ ngậm nụ đó. Những nhà vườn người ta trồng chuyên nghiệp thì mình không nói, còn mình mà cái dạng tay ngang mình đó, chỉ là mới biết chơi như em vậy thì tầm tháng 6 này hiện bây giờ cô chú anh chị và các bạn có thể chảy lá cũng vẫn còn kịp ha. Để lá thì những cái nách lá này nè anh chị, lá trong này ha, nó sẽ đi tược. Nó đi tược thì nó mà không có bị chỗ sớm ha.
Còn vấn đề phân thuốc thì ở đây em xài đơn giản anh chị, em chỉ sử dụng là một là N3M, hai là Atonit, thứ ba là phân hữu cơ, thứ tư thì phân vô cơ anh chị. Nhưng mà tùy theo cái giai đoạn ha, tùy theo cái giai đoạn để mà mình sử dụng phân. Thì em chỉ biết là nó phân thuốc thì nó hỗ trợ cái cây mai một phần nào thôi. Cái quan trọng nhất là cái chất nước. Nó như đặt ví dụ như cây mai nhỏ nè, cô chú anh chị ha, trồng cây mai mà trong cái chậu nhỏ chừng nào thì nó tốt trong chừng đó. Cái độ ẩm nó không có cao. Thì đặt ví dụ như cây mai thiếu nước thì nó không có sao. Mai thiếu nước thì chúng ta tưới nước vô. Còn cây mai mà nó dư nước thì nó sẽ ảnh hưởng tới mà rễ nè. Mẹ đi qua bên nhà bốt rồi con. Ảnh hưởng tới bộ rễ rất là nhiều. Thành ra vì vậy là mà em trồng trong cái chậu nhỏ xíu à. Cô chú anh chị đừng ngần ngại, đừng có sợ rồi mai ghép trồng không phát triển. Hay là mà sao đó, cứ mạnh dạn chơi. Tại vì những cái cây mai mà zin thì bông nó đâu có đẹp đâu, chúng ta phải ghép nó mới đẹp. Còn cái độ bền của nó hay không, hay là nó sống lâu hay không là do mình đó anh chị. Hay mình chăm sóc, mình biết cách chăm sóc. Chứ không phải là đổ thừa cái cây mai ghép mà nó bị này bị kia ha. Cây mai ghép hay là cây mai zin, bất cứ là cây mai nào cũng như vậy. Do chúng ta chăm sóc thôi. Chúng ta đi đúng kỹ thuật thì cái cây nó sẽ phát triển. Còn nếu mà chúng ta đi không đúng kỹ thuật thì cái cây nó sẽ không phát triển. Chứ không có cần phải mà ngần ngại cái vấn đề mai ghép hay là mai zin cho anh chị. Có nhiều cây mai ghép mấy chục năm mà. Có mấy anh em ta ghép những cây mai mấy chục năm nó vẫn sống bình thường. Nhiều người không biết cái mai ghép thời gian nó chết. Thì cũng có chết, nhưng mà cái đó là lý do là do chúng ta không biết chăm sóc nó mới chết anh chị. Thì từ từ em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị những cái cách mà em làm. Cô chú anh chị nào mà có vào kênh em thì nhớ ủng hộ em một lượt đăng ký kênh ha, để nhận những cái video mới nhất của em. Thì em nói trước là em ở đây em làm nhiều cây. Rồi em làm cây gì chơi thì em chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn ha. Thì cô chú anh chị nhiều khi em cũng không biết làm gì, nhiều khi cô chú anh chị có cần thì cô chú anh chị có thể là bình luận cho em. Rồi em làm những cái video thiết thực nhất em để em chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn để nắm bắt được những cái cơ bản để khi mà chúng ta chăm sóc cái cây mai nó cho nó hoàn thiện hơn ha. Nè cô chú anh chị thấy đó, đều ha, tàn nè. Cái này một cái ha anh chị, Tết ha, lên bông đây một cái hoa một về đây ha. Bông siêu bông Sài Gòn này nhiều anh chị tham khảo rồi thì biết nó bông ghê lắm. Bông thì khỏi phải bàn ha. Có siêu bông Bình Lợi, cái siêu bông Bình Lợi thì có ông anh em không có, nhưng mà em chưa có cây nào em ghép chưa có cây nào em ghép nha anh chị. Nhưng mà cái tầm tháng mưa này thì ghép cũng khó ha, tại tháng nắng thì ghép nó sẽ dễ hơn. Thì từ từ em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị. Hôm nay em chỉ chia sẻ về cái cây mai ghép của em thôi, để cho cô chú anh chị nào mà ngần ngại về cái vấn đề mà chơi mai ghép á thì cứ mạnh dạn ha. Đó, anh chị nè. Thấy ok ha. Cái này Tết mà để anh bàn thì nó quá êm anh chị. Bông nè, cô chú anh chị thấy nè. Tết một cái bông một về đây ha. Đẹp lắm. Rồi, hôm nay em chỉ chia sẻ cho cô chú anh chị về cái vấn đề cái cây mai ghép của em ha. Mà cô chú anh chị nào mà có thông tin thì vào kênh em ủng hộ để chúng ta mà cùng nhau trải nghiệm ha cô chú anh chị. Rồi, clip chào tất cả cô chú anh chị ha. Và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của em ha. Bye bye.